57kg giữa hai đô, đô Trần Văn Hiệp, Nghệ An, khối đỏ, gặp Nguyễn Văn Tuyên, Bắc Giang, khối xanh, hai đô vào sới. Hai đô xe đài. Trường hợp đã chấn thương rồi mà chấn thương lại, xem huấn luyện viên của Nghệ An. Tuyên
của Bắc Giang có xanh thắng cuộc.